Chào mọi người nhá. Hôm nay em mang gà em mang đi mồi các bác ạ. Lần đầu tiên em mang con gà mồi này của em đi mồi thử. Ở trên này có một con gà rừng các bác này. Nó mới gáy xong. Đây con gà em nó cũng gáy các bác ạ. Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.